Lầu Đế Tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Liệu cuối cùng Đức Thánh Cha Francisco và Thượng Phụ Kirill của Nga có gặp nhau tại đất nước Âu Châu nhỏ bé khăn này không? Những kẻ phá hoại bị bắt quả tang khi phun sơn nhà thờ Michigan sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Nhà thờ Hội Giáo nổi tiếng ở Đức vang lên lời kêu gọi công chúng cầu nguyện đầu tiên. Lời kêu gọi cầu nguyện của người Hồi giáo lần đầu tiên được phát ra trước công chúng từ một trong những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất của Đức vào thứ Sáu, nhưng với số lượng hạn chế, như một phần của dự án đã được thỏa thuận với chính quyền ở Köln, nơi có một trong những cộng đồng Hồi giáo lớn nhất đất nước. Các nhà chức trách ở thành phố lớn thứ tư của Đức năm ngoái đã dọn đường cho các nhà thờ Hồi giáo xin phép cho các muezzin kêu gọi tối đa 5 phút từ trưa đến 3 giờ chiều vào các ngày thứ sáu với giới hạn tiếng ồn được đặt bên trong mỗi nhà thờ Hồi giáo tùy theo vị trí của nó. Lời kêu gọi cầu nguyện không phải là lần đầu tiên xảy ra ở Đức, nhưng lần này gây chứng động vì nó xảy ra ở một nhà thờ Hồi giáo đặc biệt nổi bật. Nhà thờ Hồi giáo Trung Tâm, một tòa nhà hiện đại với hai tòa tháp cao nằm trên một con đường sầm uất ngay phía tây của trung tâm thành phố Köln. Được điều hành bởi Liên minh các vấn đề tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ hay DITIP và đã được khánh thành bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào năm 2018. Cho đến nay, lời kêu gọi cầu nguyện chỉ được nghe thấy bên trong tòa nhà. Đầu giờ chiều thứ Sáu, nó được phát qua hai loa phóng thanh, mặc dù chính quyền quy định rằng nó nên được giới hạn ở mức 60 decibel đối với những người dân gần đó. Cuộc gọi kéo dài chưa đầy 5 phút và chỉ có thể được nghe thấy ngay bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở phía bên kia đường, khoảng 20 người biểu tình tụ tập với các biểu ngữ, trong đó có một người yêu cầu không có cuộc gọi muezzin ở kênh không gian công cộng nên tập trung về mặt ý thức hệ. Họ được tham gia bởi một nhóm phụ nữ phản đối chiến dịch trứng áp các cuộc biểu tình ở Iran. DITIB cho biết một thỏa thuận cho cuộc thử nghiệm kéo dài 2 năm đã đạt được với thành phố vào thứ Tư. Đây là một bước quan trọng trong nhận thức của các cộng đồng tôn giáo. Theo đó, Hồi giáo là một phần của xã hội. Abdurrahman Atoistasoy, một quan chức cấp cao của nhóm, cho biết trong một tuyên bố. Người Hồi giáo đã đến đây và được chấp nhận với các nhà thờ Hồi giáo đại diện của họ như một phần hữu hình. Và với lời kêu gọi cầu nguyện này, nó tiêu biểu cho một phần có thể nghe được trong thông điệp cốt lõi của quá trình lâu dài này, ông nói. Thị trưởng Henry S. Ricker cho biết, năm ngoái rằng người Hồi giáo, nhiều người trong số họ sinh ra ở Đức và một phần vững chắc của xã hội ở Köln, một thành phố có địa danh trung tâm là nhà thờ chánh tòa công giáo uy nghiêm. Nếu chúng ta cũng nghe thấy tiếng gọi Muezzin trong thành phố của chúng ta, cùng với tiếng chua nhà thờ thì điều đó cho thấy rằng sự đa dạng được đánh giá cao ở Köln, cô nói. Tuy nhiên, những hạn chế áp đặt đối với dự án chỉ ra sự nhạy cảm lâu dài đối với vị trí của nhà thờ Hồi giáo trong xã hội Âu Châu và bản thân việc xây dựng nhà thờ Hồi giáo trung tâm đã thu hút sự phản đối từ các nhóm cánh hữu. Susan Schroter, giám đốc trung tâm nghiên cứu Frankfurt về tư tưởng Hồi giáo, nói với đài truyền hình công cộng WTR rằng cô lo ngại cuộc gọi Muezzin tại nhà thờ Hồi giáo trung tâm có thể được coi là một chiến thắng bởi những người theo chủ nghĩa Hồi giáo cứng rắn. Những kẻ phá hoại bị bắt quả tang khi phun sơn nhà thờ Michigan một nhà thờ công giáo ở Lansing, Michigan đã công bố một đoạn video an ninh ghi lại cảnh ba cá nhân chùm đầu đang phá hoại nhà thờ vào ngày 8 tháng 10 với những biểu ngữ ủng hộ phá thai và những hình vẽ bậy bài công giáo. Ba người có thể được nhìn thấy khi đi bộ đến nhà thờ phục sinh trên đại lộ Đông Michigan và phun sơn graffiti trên lối đi, cửa ra vào và bảng hiệu của nhà thờ trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nó xảy ra ngay trước nửa đêm. Bất kỳ ai có thông tin về vụ phá hoại này nên liên hệ với sợ cảnh sát Lansing. Hình vẽ bậy chứa được những thông điệp thù hận và thô tục đã kích vụ lật lại vụ án Roe Kiện năm 1973 của Tòa án Tối cao về việc liên bang hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Dòng chữ hủy bỏ tòa án và những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Kitô hãy chết đi, được sơn màu đen trên lối đi phía trước các bậc thang của nhà thờ phục sinh những kẻ phá hoại cũng vẽ một cây thánh giá với một dấu gạch chéo ở giữa hai cây thánh giá màu đỏ lộn ngược cũng được để lại trên hai cánh cửa của nhà thờ nhiều hình vẽ graffiti màu đỏ trên lối đi có nội dung chủ nghĩa nữ quyền không phải chủ nghĩa phát xít đập tan chế độ gia trưởng khôi phục rô những hình vẽ bậy khác cả trên lối đi và bảng hiệu đèn led của nhà thờ đều chứa ngôn ngữ tục tĩu một bức ảnh cho thấy trẻ nhỏ phải nhìn thấy những dòng chữ bậy bạ khi chúng bước ra khỏi thánh lễ vào ngày 9 tháng 10. Một trong những thông điệp trên bảng hiệu của nhà thờ có nội dung Hãy giết tất cả những người theo chủ nghĩa dân tộc Kitô. Cha sở của nhà thờ là cha Steve Mason nói với CNA hôm thứ Tư rằng chi phí thiệt hại ước tính khoảng 15.000 đô la. Sở cảnh sát Lansing đang điều tra vấn đề. Mason nói rằng bảng hiệu của nhà thờ hiện có nội dung đối với bất kỳ ai phá hoại và vẽ bậy. Chúng tôi tha thứ cho bạn và chúng tôi đang cầu nguyện cho bạn. Vào đêm trước khi tấm biển bị phá hoại, cha Mason cho biết, một giáo dân đã đưa ra lời chứng về sự hoán cải và chữa lành của cô sau khi phá thai nhiều năm trước. Tôi nghĩ về mặt tâm linh, sự phá hoại này xảy ra vào đêm hôm đó là một dấu hiệu chắc chắn cho chúng ta thấy rằng sự chữa lành mà Chúa ban là điều mà Satan căm ghét. Cha Mason nói, thay vì nản lòng trước những hành động phá hoại này, giáo sứ được khuyến khích vì những giá trị phò sinh của họ. Ngài nói thêm rằng, Ngài cảm thấy buồn cho những kẻ phá hoại và sẽ cầu nguyện cho sự hoán cải của họ. Thiệt hại từ hành động phá hoại với những thái độ ủng hộ phá thai đã trở thành cảnh tượng phổ biến đối với người công giáo và những người ủng hộ cuộc sống trong vài tháng qua. Các báo cáo bắt đầu tăng vào tháng 5 khi quyết định trong vụ Dobs kiện tổ chức y tế phụ nữ Jackson bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông cho thấy, rô kiện quay đã sẵn sàng bị lật ngược. Kể từ khi sự việc bắt đầu, một số vụ bắt giữ đã được thực hiện trong các vụ phá hoại nhà thờ. Tuy nhiên, trong số hơn 50 trung tâm mang thai hộ đã bị phá hoại, không một vụ bắt giữ nào được báo cáo. sứ điệp video đức thánh cha gửi liên hội đồng giám mục á châu đức thánh cha francisco khích lệ các giám mục á châu năng gặp gỡ ở cấp độ miền đồng thời góp phần làm cho giáo hội trở thành giáo hội của những người nghèo người trẻ một giáo hội đối thoại với dân á châu và các tôn giáo khác đức thánh cha bày tỏ lập trường này trong sứ điệp gửi các giám mục á châu nhân dịp khóa họp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, nhóm họp tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Bangkok. Bà ba An Phu Wan ở Bangkok, Thái Lan, từ ngày 13 đến ngày 30 tháng 10 này. Về đề tài, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu 50 năm, hành trình chung với nhau trong tư cách là các dân tộc Á Châu. Và họ đã đi theo một lối khác. Đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu để suy tư về những thực tại và những thách đố đang đề ra cho giáo hội tại đại lục địa này. Tham dự đại hội có ít nhất 270 giám mục đến từ 26 nước, trong đó có Việt Nam và từ hai lãnh thổ Hương Cảng và Ma Cao. Trong sư điệp, Đức Thánh Cha gợi lại khởi đầu của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu hồi năm 1970, khi Thánh Phaolô Đại Lục, Giáo Hoàng, viếng thăm Á Châu và thấy một đại lục có đông đảo dân chúng, phần lớn là người trẻ. Và Á Châu được nhìn nhận như căn nhà chung của các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đức Thanh Cha nói, các giám mục nhận thấy đám đông hồi đó đang bừng tỉnh từ tình trạng cam chịu số phận đến một cuộc sống xứng đáng với con người. Các giới trẻ cũng bừng tỉnh, họ lý tưởng, ý thức và lo âu, nóng lòng và buồn trộn. Các xã hội với các nền văn hóa khác nhau đang bừng tỉnh để trở thành một cộng đoàn đích thực của các dân tộc. Điều này có nghĩa là giáo hội tại Á Châu được kêu gọi trở thành giáo hội của người nghèo, của người trẻ, một giáo hội đối thoại với các tín hữu, các tôn giáo khác ở Á Châu một cách đích thực hơn. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đồng hành với các giám mục Á Châu trong công tác huynh đệ và trao đổi các ý tưởng sẽ thực hiện. Ngài nói: điều quan trọng là các hội đồng giám mục miền họp nhau một cách đều đặn nhờ đó giáo hội được hình thành được củng cố trong hành trình và câu hỏi cơ bản là thánh linh đang nói gì với giáo hội tại á châu đó là câu hỏi mà anh em phải trả lời đức thánh cha không quên nhắc đến vai trò của các giáo dân đảm trách chức năng của mình tôn trọng đặc tính riêng của mỗi người vì giáo hội hoàng vũ không phải là giáo hội đồng nhất nhưng là đại đồng trong sự tôn trọng đặc tính của mỗi giáo hội chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lầu đế tua Jesus Christus ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.